Xin chào anh chị mình đã quay trở lại quý kênh của em vào buổi chiều ngày hôm nay ha. Thì để tiếp tục em sẽ cập nhật thêm cho chị mình chính là một cặp bò cái chữa bò bơ nha. Mẫu mã thì bom ba nha chị. Ở hai con này thì con nào cũng đẹp nha. Và bây giờ em sẽ quay về con bò cái đầu tiên đi. Con bò này em kiểm tra về phần sáng mặt nói là nghiêm chỉnh nè. Còn đây chính là phần sáng lưng, đòn thì thả dài, mông đùi kệ đuôi hoa hoàn thiện. Còn đây là phần vú nha. Ở trên đây là phần lông da ha, đỏ mặt xét rẹt cái gì, rúng thì rúng chèn nha. Giò cẳng trước sau nè, đó hoàn thiện đó móng thì móng sò nha không có tật loại giáp xe bú giò bú cẳng nha chị cũng không có len giật nha thì à, con bò này á, thì nói là mẫu bom ba nha quý anh chị chiều cao thì con bò cái chữ ba b này á, thì em đo ngay số lưng thì nó cao là một m hai đến một m hai bò thôi nha chị đúng mẫu bom ba nha và con bò này á, thì thùng dậu nó rất là to có bề ngang nha xương sóc thì cũng được nha quý anh chị thả đuôi dài nè mặt mày đẹp không len giá điểm mi nha đó thì con bò này á, thì anh chủ nhà trước anh có nói với em á, thì nó đẻ được hai con rồi và hiện tại á, thì em con bầu lại là lứa thứ ba nha nó đang chữa là bò ba bê được 4 tháng nha quý anh chị bao chữa nè bao khám và bao rồi lú cho anh chị mình tới đẻ mới thôi nha chị và em thông báo cho anh chị mình hang là ngày khuya ngày 24 mình nha thì em có một chuyến xe giao bò về gò công đông của tỉnh tiền giang nên là những anh chị mình đang ở từ khu vực củ chi nè đến long an và Rà rét đến uh, tiền giang anh chị thì sẵn trên chuyến đường này á, thì em giao bò thì anh chị mình có nhu cầu muốn mua những cái con bò cá chữa ngày hôm nay em lên sóng á thì anh mình cứ alo cho em tại có chuyến xe nên là em sẽ ghép xe được cho anh chị mình ha và miễn phí ship cho cô chú anh chị mình tận nhà luôn với lại là em anh chị mình mua bò qua kênh của em á, thì em sẽ bảo hành cho chị mình hết nha nên là mình cứ yên tâm không có cần phải mà lo à, bò này bò tầm bậy tầm bạ nha vậy chị ha đó và để tiếp tục cái hình ảnh của em thì em sẽ cập nhật à, cho cô chú anh chị mình là con bò cái tàn cái con bò cái tàn số 2 này thì nó thuộc dạng là lớn con nha anh chị rất là bự xét nha và đen chữa là bộ bơi luôn anh chị nó chữa hình như là được gần 6 tháng nha bây giờ em sẽ quay cận cảnh cũng như là thực tế để cho anh chị mình coi và tham khảo nha anh chị đó cái con bò này thì em kiểm tra thì xé mặt nè Xé lưng là nghiêm chỉnh nha đòn dài anh chị mong đùi kỳ đuôi hoa hoàn thiện nha hoa bự nha đó và màu da thì nó có lông da xét nè cặp mình to đó đỏ mặt đó anh chị mình thấy không đó, dưới đây nó dàn rúng nha, rúng thì có rúng bốn chú đều Giò cẳng dưới đây là dàn chân trước, anh chị thấy không nè, khớp rất là to nha Đó, chân sau nè, đó, móng thì móng sò, thả dàn đu dài, hoàn thiện, không đặt lỗi ép xe, bú giò bú cẳng luôn nha anh chị Bao nghiệm hoàn thiện nha Thì cái con bò cái này anh chị thì hồi nãy thì em lấy thước em đo ngay dưới lưng nha Thì nó cao là 1m3 bò nha anh chị Đó, cao là 1m3 bò hen con bò này thì ở ngay phần mỏ thì cái màu hơi trắng trắng tí nha anh chị Cho không đều màu nha đó thì con bò này thì về độ cao và độ tàn thì đứng sát nhất nha rất là bự con và con bò này thì anh chủ nhà trước anh có nói với em thì nó đi được hai con rồi và lứa thứ ba này nó đang chữa là bò bê được gần 6 tháng nha chị ha và con bò này thì em bán về cho anh chị mình em sẽ bảo hành cho anh chị như sau tức là em bao chữa nè bao khám và bao rồi lú cho anh chị mình sau này tức là tới đẻ luôn nha quý anh chị đó mọi thứ thì con bò này thì tình trạng nó là nghiêm chỉnh ha. không có đặt lỗi chỗ nào và em sẽ báo giá công khai cho chị luôn là cái con bò cái chữa tàn này quý mức giá là 26 triệu là mua lẻ nha còn cái con đầu là 21 triệu con này thì 26 triệu và nếu như mà anh chị mình muốn mua hết luôn cái cặp bò này thì giá sẽ rẻ hơn nhiều nha với mức giá là 45 triệu cho cái cặp bò cái chữa ba bơi này nha quý anh chị một con chữa 4 tháng một con chữa gần 6 tháng nha đó thì qua cái đeo này thì em cũng cảm ơn nhiều anh chị mình gần xa cũng đã theo dõi và đăng ký kênh của em, ủng hộ em từ đầu cho đến hôm nay, em cũng cảm ơn anh chị mình rất là nhiều, những anh chị mình đã ủng hộ em được những cái con bò ngày hôm nay và những cái lần trước nha quý anh chị, em cũng xin chân thành cảm ơn những anh chị mình gần xa rất là nhiều nha Và thôi cái đeo này thì em cũng xin kết thúc cũng như tạm dừng cái trường, chương trình của em vào buổi chiều ngày hôm nay, Đó, em chúc cô chú, anh chị mình chăn nuôi thành công, tràn đầy sức khỏe và niềm vui bên gia đình của mình nha anh chị